Làm như thế nào để chúng ta có thể là bán hàng Shopee ra quốc tế thì chắc là hẳn là anh em cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về vấn đề này rồi. Anh em lên trên Shopee, anh em sẽ thấy những rất là nhiều shop, chẳng hạn như là những cái shop đến từ Trung Quốc rồi nước nọ nước kia họ bán hàng trên cái Shopee của Việt Nam. Thế thì làm thế nào để mà anh em Việt Nam mình cũng có thể là bán hàng từ Việt Nam ra nước ngoài được? Thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem là làm cách nào. Thì hôm trước là mình cũng có ngồi và mình đăng ký ở bên này thì họ đã gửi cho mình thông tin về cách để đăng ký rồi là những cái kiến thức để anh em thể vận hành được. Nhưng mà do tình hình bệnh dịch mình đang ở Bắc Giang nên là mình vẫn chưa có thời gian để mà mình làm việc trực tiếp với lại Shopee. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cái gọi là một số các tài liệu liên quan để chúng ta sẽ có được cái nhìn cũng như là có được cái luồng thông tin để chúng ta có thể là đăng ký nhé. Những cái thông tin ở đây thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em để anh em có thể là vào anh em đăng ký. Thì để mà trở thành một cái nhà bán hàng toàn cầu á thì chúng ta sẽ có những cái thông tin ở đây. Thứ nhất là nó sẽ được cái gì. Ở đây thì như Shopee chia sẻ là thứ nhất chúng ta sẽ mở rộng được cái quy mô kinh doanh chúng ta. Nên là đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không chỉ kinh doanh ở Việt Nam nữa mà chúng ta có thể cạnh tranh ra nước ngoài được luôn. Cái quy trình và những cái xử lý đơn hàng á thì nó sẽ như là cái đơn hàng trong nước luôn, gần như chẳng có gì thay đổi cả, anh em vẫn đóng hàng và giao nhanh nó sẽ đến tận nhà nó lấy cho anh em đấy, và không phát sinh thêm một cái chi phí vận chuyển gì, tại vì cái này chắc là mình nghĩ là vẫn đang trong giai đoạn mà Shopee họ hỗ trợ rất là nhiều và có một cái đội ngũ support hỗ trợ đấy. Thì cái này mình thấy có một cái hay nữa đó là Shopee nó đã chuẩn bị sẵn cho mình một số các cái tài liệu các thứ sẵn sàng rồi. Thì cái lộ trình là như nào, thì bước một là anh em cần phải đăng ký thì nó có một cái form, đăng ký một cái form như này, em điền đầy đủ thông tin vào cho mình nhá. Đấy, đợi lát chút. Đấy, cái bước thứ hai là chúng ta sẽ đợi thư thông báo, thì thường là sẽ rất là nhanh thôi, khoảng độ tầm 24 giờ là anh em nhận được nếu mà không dính thứ bảy chủ nhật nhá. Thứ ba là chúng ta chuẩn bị một số kiến thức liên quan đến vận hành. Đấy, ví dụ như cái view này là cái view mà mình sẽ giúp anh em chuẩn bị những kiến thức liên quan đến vận hành này. Bước thứ tư là làm sao để mà bật được những cái đơn vị chuyển lên. Đấy, anh em nhớ là phải dùng hai đơn vị chuyển này. Đấy, bình thường thì nếu nếu mà anh em mà không không dùng cái này ấy, thì bây giờ anh em phải bật lên thì mới được nhé. Bước thứ năm là sẵn sàng ra khơi. Đấy, nó chỉ ok vậy thôi. Cái điều khoản và dịch vụ, điều khoản này thì nó cũng giống như là những cái điều khoản liên quan đến bán hàng Shopee bình thường. Đấy. Cái form này thì nó chỉ dùng trên ứng dụng thôi nên hiện tại thì mình không vào được, thì mình sẽ để cái đường link ở bên dưới. Anh em kích vào thì vẫn cứ vào như bình thường nhé. Đấy. Rồi tiếp theo đó là làm thế nào để mà vận hành, thì đây mình có cái hướng dẫn vận hành đây. Thì mình có sẵn một cái file này thì mình sẽ cùng anh em đi tìm hiểu hướng dẫn bán hàng toàn cầu này, lợi ích của chương trình này, cách thức tham gia này. Đấy. Đây này, bán hàng toàn cầu. Nó sẽ là đây là Shopee Việt Nam đúng không? Đây là người bán hàng Việt Nam sẽ giao hàng cho đơn vị vận chuyển sẽ ra đến một cái kho Shopee ở Việt Nam, và kho này họ sẽ giao cho một cái đơn vị vận chuyển quốc tế. Đấy, và giao cho người mua. Đối với người mua thì họ sẽ vào gian hàng quốc tế, và cái gian quốc tế này nó sẽ kết nối với cái gian hàng ở Việt Nam để họ có thể đặt hàng. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái người bán ở Việt Nam này, chúng ta có thể là cái sản phẩm mà chúng ta đang bán này nó sẽ đồng bộ sang cái gian hàng quốc tế luôn. Cái chương trình này hiện tại đang áp dụng cho là Shopee ở Malaysia, tức là Việt Nam, là Trung Quốc giờ nó đang bán ở Việt Nam và Việt Nam bây giờ đang bán sang Malaysia nhé. Anh em cứ hiểu như vậy. Đấy, lợi ích của chương trình là đương nhiên là chúng ta sẽ mở rộng được cái quy mô kinh doanh. Bình thường chẳng hạn mình bán trong nước thì nó bằng này, chẳng hạn thì bây giờ bán quốc tế thì đương nhiên là nó sẽ to hơn, cái volume thị trường nó lớn hơn thì cái cơ hội để anh em kiếm được tiền nó sẽ nhiều hơn nhé. Đấy, tiếp theo này. Cách thức tham gia chương trình, bước 1 tham khảo các điều khoản này, xác nhận thông tin này như là mình vừa chia sẻ đấy. Chúng ta phải đọc điều khoản, chúng ta chuẩn bị kiến thức, chúng ta đăng ký và chúng ta đợi thôi. Đấy, yêu cầu thì nó hai cái nhà vận chuyển này, một cái vận chuyển là của Shopee và một cái là giao nhanh. Đấy. Đăng ký thì tại đây, thì lát nữa mình sẽ để cái đường link so sánh giữa các cái nhà bán hàng trong nước và quốc tế đấy đang bán sản phẩm này. Thì trong nước thì là đang bán theo các cái quy định của Shopee. Thế còn quốc tế thì chúng ta sẽ cần phải thêm một cái quy định của Shopee quốc tế nữa. Chung điều này thì thật sự là nó cũng không có quá quan trọng anh em ạ. Xử lý đơn hàng và vận hành thì cái việc mà xử lý nó giống nhau y hệt. Đấy, có đơn anh em vào, anh em vẫn viết mã vận đơn, anh em vẫn in giá lên như bình thường. Bên đơn vị vận chuyển họ sẽ tự tự xử lý cái vấn đề mà vận chuyển các thứ, mình không phải lo. Làm như bình thường thôi. Thanh toán thì vẫn là thanh toán qua ví Shopee như bình thường. Đấy. Chăm sóc khách hàng thì nó sẽ có hai cái chỗ. Đấy. Đây là người bán tự giải đáp hoặc thắc mắc với lại người mua. Cái thứ hai là Shopee họ sẽ đại diện trao đổi thông tin với người mua. Tại vì sao? Kiểu như là nó khác bất đồng với ngôn ngữ á, thế nên là nó vẫn sẽ có người support cho mình. Nhưng thực tế là mọi người thấy là Google vẫn được mà. Thì Malaysia họ cũng dùng tiếng Anh rất nhiều anh em ạ. Đấy, quy trình này, các cái sản phẩm đang bán này,
hàng cấm bán và cách tính giá bán. Đấy, cái này rất là quan trọng. Thứ nhất là đăng bán cái sản phẩm thì nó cũng giống như Việt Nam thôi. Đấy. Hàng đã đăng bán trên nền tảng Shopee Việt Nam sẽ được đồng bộ và hiển thị trên cái nền tảng ở Malaysia luôn. Hiện tại thì đang áp dụng ở Malaysia nhé. Và để hiệu quả và kinh doanh tốt thì mọi người cần tối ưu cái này, thì giống như ở Việt Nam, tức là mình tối ưu hình ảnh, tên, tuổi, các thứ ABC. Đấy. Các danh mục sản phẩm dưới đây sẽ không được hiển thị trên các cái gian hàng quốc tế. Đây, chỗ này là các cái cấm này, mình sẽ mở xem. Hàng hóa cấm xuất nhập khẩu như là hóa chất này, động vật hoang dã này, hàng hóa cấm nhập khẩu này. Chứ những cái gì cấm thì không nói đâu. Danh sách cấm đây này. Đấy, danh sách cấm thì cũng giống y hệt thôi. Vũ khí, súng đạn. Tiếp theo này. Cách tính giá này. Giá này, giá nó sẽ bằng này. Giá người bán đặt này cộng với phụ phí hàng quốc tế này, và nó sẽ bằng cái giá người mua thanh toán. Giá người bán sẽ đặt bằng Việt Nam đồng. Đấy. Và người mua sẽ chịu trách nhiệm chi trả cái chi phí này. Giống như kiểu cái phụ phí này thì là người mua họ sẽ chi trả, chứ người bán mình thì không liên quan gì hết. Khi mà đơn hàng hoàn tất thì người bán sẽ được trả cái doanh thu của mình tương ứng trong cái ví Shopee tại Việt Nam như bình thường bằng Việt Nam đồng. Đấy. Tiếp theo là cái quy trình xử lý đơn hàng. Nói chung mình thấy là nó không có khác biệt gì lắm. Đấy. Hai cái đơn vị vận chuyển này thì cũng như nhau. Chúng ta chỉ cần bật lên thôi và đơn hàng ở chỗ nào thì mình dán cái đơn vị vận chuyển đấy là được. Nó sẽ tự động nó lọc. Cách nhận biết cái đơn hàng quốc tế này. Đơn hàng quốc tế thì đương nhiên là người mua nó sẽ là Tebalo rồi, nó không phải là cái địa chỉ Việt Nam. Là mình xem cái địa chỉ đã biết ngay. Đấy. Một là địa chỉ, hai là nhắn. Rồi. Tiếp theo là cái quy trình xử lý này, vẫn là xác nhận, vẫn là đóng gói, vẫn là in phiếu, vẫn là vứt cho đơn vị vận chuyển, nó không khác cái gì luôn. Nhưng mà mình thấy cái này nó là một cái tương lai rất là lớn, bởi vì sao? Sau này chúng ta có thể bán hàng bên Thái Lan, Đài Loan đúng không? Malaysia, Singapore đấy, các kiểu luôn. Thời gian giao hàng cho đơn vị vận chuyển là 1,5 ngày, không tính chủ nhật và lễ. Đơn hàng quốc tế được cập nhật và xử lý trên kênh người bán như bình thường, không khác cái gì luôn. Hãy đảm bảo cái tồn kho thực tế. Cái này thì đương nhiên là bây giờ ở Việt Nam cũng phải làm cái tồn kho chuẩn. Quy trình thanh toán này. Đấy, đây là cái quy trình thanh toán này. Đặt hàng này, giao này, nhập kho này, thanh toán cho, thanh toán rồi Shopee thanh toán doanh thu cho người bán này nhỉ. Sau đó nhận hàng này, phát sinh yêu cầu trả này, cấn trừ lại này. Không khác gì. Đấy. Những cái lỗi thì cứ là lỗi bên nào thì bên đấy xử. Thường là lỗi sẽ rơi vào người bán nhiều hơn, khách hàng không có lỗi. Đây là cái lưu ý này. Đấy, chỉ hoàn tất khi mà người mua nhận được hàng và thành công. Đấy, đương nhiên rồi, người bán có thể xuất hóa đơn cho người mua hoặc là Shopee khi mà hoặc Shopee khi mà giao dịch hoàn tất. Đấy, nếu mà muốn xuất hóa đơn, Shopee có thể từ chối bất kỳ một cái sản phẩm nào bị hư hỏng hoặc là không tuân thủ các yêu cầu của đơn hàng, hoặc là có cơ sở để xem là hàng giả hàng nhái. Cái này là cái mà anh em lách luật và cheat rất nhiều tại sản phẩm của bọn Đài Loan này. Đấy. Ok, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì căn bản là để mà anh em bán được hàng ở Shopee Malaysia thì bước 1 là anh em cần phải đăng ký nhé, đăng ký với Shopee để nó duyệt. Cái bước thứ 2 là đợi nhận thông báo. Cái bước thứ 3 là anh em chuẩn bị những kiến thức như này. Đấy. Cái bước thứ 4 đó là anh em giao hàng bọn đơn hết. Nó chỉ có như vậy thôi, nó cực kỳ đơn giản. Về chính sách, về cách vận hành không khác gì bán hàng Shopee ở Việt Nam nhé, không khác bất kỳ một cái gì luôn, mình thấy không khác bất kỳ một điều gì luôn anh em ạ. Nó cũng na ná như vậy thôi, nó chỉ khác một chút là tự nhiên là có thêm thằng Tebalo nó nhắn tin nó mua hàng thôi. Đấy, thì cái này mình nghĩ là gần như là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến shop của mình cả, thì mình khuyên là anh em có shop ở trên Shopee thì hãy mở ra, mở chơi ra để chúng ta có thể là toàn cầu hóa mà chúng ta đưa cái sản phẩm dịch vụ ở Việt Nam này ra nước ngoài kiếm tiền của bọn Tebalo nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết cái video này, thì anh em thấy video này hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn anh em, bye bye.